cho tất cả anh em bà con nha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho anh em bà con thêm một chiếc Genta, nó là dòng Dago SX. Với chiếc xe hôm nay thì em giới thiệu cho bà con là một chiếc xe màu đỏ rất là đẹp luôn, gọi là tuyệt vời luôn. Xe vừa mới dán của tem luôn nha. Anh em thấy không? Một màu đỏ mới tinh. Một cái mẫu xe nói chung là không biết anh chị nhìn như thế nào, nhưng riêng em thì thấy cái màu này em rất là thích luôn. Rất là sáng và sang luôn ha. Về phần xung quanh xe, thân vỏ thì đã được kỹ thuật bên em làm trọn gói rồi, làm từ ATZ rồi. Riêng phần máy móc, nên phần máy, động cơ nổ rất là êm. Lúc mua nhà người ta xong là nó đã êm rồi, chứ không cần phải làm gì hết nha. Xe này biển số 60A luôn, 7769. Xe này ngay chủ luôn nha, một chữ từ đầu luôn, một chủ từ đầu luôn. Chủ xe thì đang ở bãi xe luôn, cho nên anh em an tâm. Anh em nhìn thấy chiếc xe không? Sáng đẹp và bóng luôn ha, rất là mượt luôn. Xe dán cái bộ tem rất là thể thao luôn ha. Mình đang đậu đường trước bãi xe của mình luôn, anh em mình thấy bên kia không? Bãi xe của mình không? Anh em thấy bãi xe của mình bên kia không? Rất là rộng luôn. Thì với chiếc Genta này thì anh em nào mua thì hãy liên hệ trực tiếp bên bãi xe mình nha. Số điện thoại 077-55222 nha. Xe 40 vỏ máy tinh nha anh em. Gầm bệ chắc nịch luôn, an tâm về phần gõ vỏ nha. Riêng ở phần nội thất anh em nhìn nỉ zin theo xe luôn. Nỉ zin theo xe luôn ha. Đây, quá tuyệt vời. Để zin ra xe luôn nha. Đây, đăng kiểm còn rất là dài luôn ha. Tháng 7, 2008 ha. Đó là dòng Genta. Cho anh em xem nè. Tổ 3 Phú Kiên, Phú Bình, Tân Phú, Đồng Nai nha. Genta đời 2007 nha, biển số nè 7769 nè, nên là dòng Genta động cơ 1.5 siêu tiết kiệm luôn. Nội thất anh em nhìn nè, option còn rất là đẹp luôn ha. Bỏ là mới tinh luôn ha. Ở trước cũng là mới luôn nhìn cái này, thấy không? Tháng 8 năm 2020, rất là dài luôn. Đây phần đó, động cơ, nội thất, xung quanh rất là sạch sẽ luôn nha. Cho đây nè em nè. Kính bấm lên xuống rất là mượt mà luôn. Tay lái rất là nhẹ nhàng, anh em nhìn thấy không? Rất là nhẹ luôn ha. Rất là nhẹ luôn nha. Rất là nhẹ nhàng. Cabo ha. Còn cái ghế này thì lên xuống thì nó vặn bằng cái này ha. Ghế là nỉ riêng theo xe luôn nha. Đây là từ gối đầu nha anh em. Máy rất là sạch sẽ, nói chung là động cơ này thì bên em đã tẩy rửa hết rồi. Nó rất là êm, xe xài 4 cái bếp full luôn cho anh em. Xài 4 cái bếp full luôn, cho nên là dòng này bây giờ nó rất là tiết kiệm. 100 cây thì dòng này bây giờ nó tiêu thụ rất là ít luôn.
nó khoảng cỡ 6-7 lít thôi, 100 cây. Xe thì không đủ hơi. Đó, tất cả những cái bình này, chi tiết này. Mới luôn ha. Xe được anh em sơn mới ha. Sơn mới tinh nè. Ở với xe này thì anh em nào muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp bên ô tô Phan nha, số điện thoại 077 55 222 hoặc là số điện thoại 0988 11 554. Bãi xe của mình thì nằm ngay khu vực Phú Xuân, Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, từ Ngã ba Giây về hướng Đà Lạt 60 cây số nha bà con.